khi đó có cơn bắt bớ dữ tợn chúa giê xu đã phán rằng hãy truyền giảng đạo tin lành ở xứ samari phải rồi mình phải đi truyền đạo tin lành có sợ hãi buồn bã rồi ê tiên còn bị giết chết vài người bị bắt và cầm ngục nhưng ở trong thời kỳ bị đàn áp ấy họ lại có niềm vui mừng lớn lao Họ đã mua niềm vui mừng ấy ở đâu? Họ đã gọi niềm vui ấy từ đâu? Trong khi truyền đạo tin lành, tất cả bầu không khí được thay đổi. Ngoài tin lành, không có gì là hạnh phúc thật. Bởi vì không giao giảng tin lành nên mới có vấn đề. Nhưng khi trong khi giao giảng tin lành thì mọi vấn đề sẽ bắt đầu ngủ yên từ đó. Niềm vui được dấy lên, những phép lạ của Chúa được dấy lên, và sự sống cũng bắt đầu được dấy lên. Nhưng Satan nói rất nhiều điều vào tấm lòng của chúng ta, khiến chúng ta không thể giao giảng tin lành được. Nếu giao giảng tin lành, Chúa sẽ giúp chúng ta cả ngàn điều, vạn điều. Việc chúng ta sống như con cái của Chúa chính là sống vì tin lành. Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi của tôi. Anh chị em thử nói câu này một lần xem. Chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ vào tấm lòng của anh chị em, sẽ giúp đỡ cho sự ngu dại của anh chị em, sẽ cho anh chị em sự khôn ngoan và năng lực. Nếu anh chị em muốn hạnh phúc thì hãy giao giảng tin lành. Chúng ta hãy sống cuộc sống chỉ vì tin lành thôi.